Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn con Beat Liger mà mình đã sơn các bạn ạ. Và hiện tại thì mình mới sơn xong các bạn ạ. Mới sơn xong thì mình đang để vào đây để chờ nó khô. Thì đây là lần đầu tiên mình sơn các bạn ạ. Sơn thì mình sử dụng sơn ATM thôi, không dùng sơn AB. Nó cũng không có điều kiện các bạn ạ. Sơn xịt ATM thì dùng tiện hơn các bạn ạ. Mà mình thấy màu lên cũng khá đẹp các bạn ạ. Ok, đây là cái đuôi của đó. Khá đẹp các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên mình sơn. Nhưng mà mình thấy khá là ưng ý. Đây là cái giáp mặt các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đợi cho nó khô rồi mình sẽ lắp vào rồi review cho các bạn xem nha. Ok, như vậy là sơn đã khô thì bây giờ mình đã lắp lại con Beat Liger này rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem. Con này thì mình sơn với lại ba màu, đó màu màu gold này, vàng gold này, màu đỏ candy red này và màu bạc. Thực ra màu bạc là mình sơn sơn vào để chống chế thôi chứ. Đáng lẽ ra thì mình phải sơn hết màu vàng gold nhưng mà do mình mua có một lọ sơn vàng gold thôi nên là sơn nó bị hết các bạn ạ. Nên là mình bắt buộc phải sơn cái phần này là màu bạc. Không thì màu vàng gold nó sẽ nổi hơn rất nhiều. Nó sẽ phản với lại cái màu candy red này. Các bạn có thể thấy là nó đứng cạnh Iron Man khá là hợp các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về cái cách sơn mà mình sơn nhá. Thì mình dùng 4 lọ sơn như ban đầu là mình dùng cái lọ sơn sơn phủ các bạn ạ. Sơn nền của Redford đây. Thì tác dụng của cái sơn nền này thì nó có độ bám dính cao. Thì sơn phủ cái này lên bề mặt của cái con White Liger này, à Beat Liger này trước. Sau khi sơn phủ xong thì mình sẽ để được ra cái màu đỏ metallic như này thì mình sẽ phải sơn sơn màu gold trước các bạn nhé. Mình sơn màu gold trước. Các bạn có thể thấy là màu đỏ mình nó vẫn ánh lên sắc vàng là do mình sơn cái lớp gold này lên trước.
sau khi sơn lớp gold này xong thì mình sẽ sơn lớp cái candyred này lên, thì nó sẽ được ra là màu đỏ như này. Các bạn có thể thấy là màu đỏ này giống hợp giống hệt màu đỏ của Iron Man. Còn là màu gold này thì mình không, mình sơn trực tiếp lên luôn các cái pad màu vàng, mình không phải sơn qua cái lớp sơn nào nữa. Ok, giờ mình sẽ cất sơn. Sau khi sơn xong thì mình khá là ưng ý các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên mà mình sơn roi các bạn ạ. Sơn roi thì các cái pad nó khá là to, nó không nhỏ như Gundam, nên là các bạn dùng sơn ATM mình nghĩ cũng được, cũng chấp nhận được các bạn ạ. Mặc dù còn một vài chỗ lỗi, sơn lỗi như chỗ này đó, nhưng mà mình cũng rất là hài lòng các bạn ạ. Giá mà hôm đó mà mình mua hai lọ sơn Rich Gold thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều các bạn ạ. Con này đứng cạnh Iron Man khá là hợp các bạn ạ. Hy vọng là trong tương lai thì mình rảnh thì mình sẽ sơn thêm một vài con nữa. Sơn khá là mất thời gian các bạn ạ. Phải chờ sơn khô. Sơn các lớp thì cũng phải chờ các thời gian để cho sơn khô các bạn ạ.
Ok, như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn con Beast Liger mà mình đã sơn các bạn ạ. Tạm gọi nó là Blood Liger. Màu đỏ như máu các bạn ạ. Nhìn nó rất là đẹp các bạn ạ. Ok, mình cũng xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Thân ái chào các bạn.